Việc để bên đây xin chào các bạn. Hôm nay mình đánh bóng lưới câu nha các bạn. Thì trước tiên đánh bóng là mình làm xong các bạn. Làm xong giống như vậy nè các bạn. Thì nó cần sần sùi lắm, cần dấu dũa nhiều lắm các bạn. Thì trước tiên thì bạn kéo với nhám 600 trước các bạn. 500 600 gì đó. 400 cũng được. Mình kéo cho nó hết dấu dũa các bạn. Sau đó thì bạn kéo tiếp với nhám B1200. Đó là nó bóng mờ mờ các bạn. Nó cũng thấy bóng rồi nhưng mà hơi mờ mờ. Sau đó bạn kéo lại với nhám 1500 thì nó bóng thì nó cũng vẫn bóng. Nhưng mà nó chưa được đẹp. Bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể với nhám 2000, 5000, 7000, 10000 gì các bạn. Số càng lớn thì đánh càng bóng các bạn. Này mình làm xong rồi mình chưa phát đứt rồi. Hôm nay mình sẽ đánh bóng lưỡi câu các bạn. Cái này là số AK nha các bạn. Mình cũng khoét lỗ luôn các bạn. Là số AK thì 1.5 ly các bạn. Còn này là số tiếp đen thường thôi các bạn. Mà mình sẽ đánh bóng các bạn. Để mình cắt cái nhám ra cái đã các bạn ơi. Bây giờ mình đánh bóng các bạn. Trước tiên là mình kéo cái nhám 1200 nha các bạn. Bạn kéo gắn đều xuống từ từ xuống các bạn. Nó mới bóng, còn mà bạn kéo xuống lẹ xuống á là nó bị sụp da cắn nha các bạn. Kiểu cái nhám mình đánh bóng thì nó không bằng máy đánh các bạn. Máy đánh bóng hơn. Máy đánh thì có sáp á, thì đánh nó bóng hơn các bạn. Đi nhanh hơn nữa các bạn.
Mình làm gì đi câu không có máy đánh bóng rồi. Mình đánh bóng mà với nhám không rồi. Bởi vì mình làm nó lâu lắm. Các bạn có thể kéo như vậy cũng được các bạn, mà các bạn có thể đẩy đi cũng được các bạn. Đẩy vậy thì nó mau bóng hơn các bạn. Nếu mà đẩy lên đây xuống vậy bằng cắt bự bự chút xíu các bạn, nhỏ quá thì nó sẽ đứt. Bạn thấy trong máy nó không bóng nhiều máy, với ngoài nó bóng như đó ngoài. Bạn thấy này, nó chiếu chiếu không? Đây mình quay bằng điện thoại của bắp con ơi, cho nên không sắc nét gì mấy. Còn cái lỗ này là mình kéo sao các bạn. Mình làm lưới câu thì không đẹp giống như các bạn khác, nhưng mà mình cũng làm để quay video để chia sẻ với các bạn. Bạn nào mà chưa biết làm các bạn có thể xem video của mình để mà biết cách làm các bạn, chứ mình không phải thầy thợ nha các bạn. Đam mê câu thì làm thôi các bạn, khỏi đi mua giống gì hết trơn á. Các bạn nào mà có điều kiện thì có thể mua. Mình thì tự làm tự câu rồi. Hồi trước thì lưới câu nó mắc các bạn ơi, ít người làm các bạn, thì lưới câu nó rất là giá trị các bạn. Còn bây giờ thì rất là nhiều bạn bè làm rồi, thì lưới câu nó rẻ hơn các bạn, với chất liệu phép nữa các bạn ơi. Lưới nào câu cũng dính cá các bạn ơi. Lưới chợ vài ngàn một cái câu cũng lên cá phà phà. Mua lưới câu mắc tiền quá thì câu nhiều khi bị đứt các bạn, vướng nhiều bị đứt rồi cái nóng ruột tiếc các bạn.
Các bạn nào mà mua lưới câu mà làm bằng là xoay heo dầu á các bạn, thì các bạn đừng có chê mắt nha các bạn. Tại vì ra cái loại xoay heo dầu rất là cực các bạn ơi. Ra thì suôn sẻ không nói gì mà ra nhiều khi nó gãy đôi các bạn. Tại vì loại xoay heo dầu nó nhỏ quá. Cái đoạn lò xo các bạn, nó nhỏ quá khó ra đó các bạn ơi. Ra cực dữ lắm. Bởi vì nó mới mắc các bạn. Còn như thép cửa gà hay là những loại thép khác các bạn, thép cây á, thì mình không có ra là kiểu như là xo các bạn, cứ đạp rồi cắt thôi thì nó cũng dễ làm hơn là xo heo dầu, tại vì nó không ra cộng các bạn. Thép làm cửa gà thì nó cứng, uống lúc uống thôi các bạn ơi. Thì các bạn nào mà mua lưới câu lò xoay heo dầu thì đừng có chơi mắt nha các bạn. Có làm rồi mới biết cực khổ như thế nào các bạn ơi. Làm một cái lưới câu thì khi 2-3 tiếng cũng có, 3-4 tiếng cũng có, nhiều khi 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ cũng có các bạn, nhiều khi nửa tiếng cũng có. Tùy theo loại thép mình làm các bạn. Đây mình làm cũng còn nhiều đó các bạn thấy không? Mình chưa phát lỗ các bạn. Những cái này mình chưa phát lỗ các bạn ơi. Đối với một người đi câu như đây câu biết như nào hết các bạn. Khoảng hai mấy cái các bạn. Câu chắc một mùa các bạn. Mà câu kỹ nha các bạn, chứ thép đen này câu mà không kỹ thì nó sét đen hết rồi các bạn. Rồi do tờ xoay heo dầu thép trắng thì câu nó không sét. Nhưng mà làm là xoay heo dầu các bạn. Làm đi mình đi câu á. mình bị đứt biết chứ lắm rồi, tại vì ra một cái loại xoay heo dầu quá cực, công làm nữa, nhiều khi bị dính cá lớn hay là dính cây dính gì đó, nhiều khi đứt cũng đứt ruột lắm các bạn, chứ không phải đi mua mà bị đứt thì tiếc các bạn, mình làm đi câu cũng tiếc chứ lắm rồi.
thấy nó bóng ghê không bà, tại vì máy điện thoại của bắp mình cho nên quay nó không có được bóng các bạn ơi, chứ ngoài thấy nó cũng bóng dữ lắm á, tuy gà không bằng máy đánh thôi chứ. Con thấy nó giận chói nắng vô là phải bạn biết nó bóng nha bạn. Mình làm hoàn toàn là thủ công hết nha các bạn. Chỉ có cái lỗ này mình dùng máy khoan, mình khoan thôi. Khoan được một cái lỗ thôi các bạn. Chứ ngoài ra là toàn bộ là thủ công hết nha các bạn. Mình không sử dụng máy móc gì hết á. Máy này chỉ mới khoan cái lỗ thôi các bạn. Khoan cái lỗ đó mình cưa xuống các bạn. Cũng bóng dữ các bạn. Các bạn nhìn đây thấy nó dạ nắng ra vô các bạn. Là các bạn thấy bóng rồi các bạn. Tại vừa cái điện thoại mình của bắp không ơi, cho nên quay nó sắc nét. Ở trong phim nó nhìn thấy nó không có bóng gì mấy các bạn. Cái lỗ này mình làm cũng không được đẹp gì mấy các bạn. Bây giờ mình tới cái lỗ này các bạn. Cái lỗ này thì mình kéo giấy nhám là B1500 các bạn. Tại vì mình cần cái đầu bóng của cái lỗ nhiều hơn các bạn ơi. Tại mình tóm dây các bạn, nếu mà không có bóng, không có mướt thì khi nó bị sờn đứt dây các bạn. Đang giật dính con cá mà bị sờn đứt dây cái bực một cái, trời ơi phải nói chứ. Đang nào mà tính nóng các bạn, đứng nó chỉ thề không, bảo đảm luôn á. Mình làm mà chú tâm vô cái lỗ nó bóng nhiều hơn các bạn. Thì nãy giờ mình cũng đến được vậy các bạn. Thank you.
Cái đó mình mới cũng kéo bóng nha bạn. Ngay chỗ này nó còn dấu dũa các bạn. Thì quý giá tới đây mình cũng xin kết thúc nha các bạn. Để mình làm, mình tranh thủ mình làm mấy cái này luôn các bạn ơi. Hẹn các bạn trong video tiếp theo của Kiệt Lê Bến Tre. Xin chào, tạm biệt. Nó bóng quá, cầm nó gớt.